Do là sao đấy em? Cho người ta một điểm. Sao không nói điểm trước đi? Tôi không biết thì tôi nói thế thôi. Ví dụ nếu mà 5 điểm mà thì là vẫn là 5, 4 điểm thì vẫn là 4. Nhưng mà biết biết hay đi đâu. Ví dụ tôi đi đâu, tôi thích người ta nói, không thích thì thôi. Sao mà biết tao hay đi đâu được? Tao đi đâu, tao còn đâu thì nói. Ở đây mà biết. Bây giờ tử tế thật lòng 10 điểm, còn lại 1 điểm. Tử tế thật lòng 10 điểm. Trả lời comment phát hello. Biết đi đâu nhỡ nhảy cầu còn biết cứu. Trời đất ơi, cái đấy nó không có trong từ điển của tao luôn á. À quên, của em luôn á. Thật sự luôn. Nhìn tao, ý là nhìn 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 trừ những cái việc mà, ê đừng đừng nói những cái nhạy cảm trên đây thôi, đừng nói cái vấn đề đấy. Tử tế 10 điểm, số trai số 2, đấy là tự 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 chấm nha. Chứ còn mình nha, tử tế là 10 điểm thì vẫn là 10 điểm. Tính cách nó hơn ngoại hình, ok. Mẹ một thằng đẹp trai bóng bẩy xong rồi tính như cứt thì thôi, ra chuồng gà. Thật sự. Mấy bà đừng có, mấy ông đừng nghĩ là gái có phải thích trai đẹp đâu. Trai đẹp nhưng mà ý là nó đẹp đẹp về mọi mặt chứ. Đẹp đẹp kiểu đẹp đẹp người, nhưng mà nét thì gọi là, cái nét thì không ai độ được. Cái đẹp đấy nét không độ được. Happy boy. Happy boy thì cũng tốt cho bản thân thôi. Hello, định nói ai trên này đó. Rồi là nịnh ai? Tôi làm sao tôi phải nịnh ai? Tôi từ mà đi một tiếng nó đánh cho dừng. Giời ơi, hay mình đến với nhau đi Quỳnh má ơi. Vãi cả, đến với nhau đi. Yêu Quỳnh rất nhiều, cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Thank you. Hồn nhiều má. Mấy cái ông cứ biết thì thưa thớt. Người ta bảo biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe. Không biết cứ nói linh ta linh tinh, nói vớ va vớ vẩn. Cuối tuần nào anh cũng ở trước học viện công, ở trước công học cái gì, học viện an ninh chờ em. Em đi đâu mà ở học viện an ninh, chờ chi ở học viện an ninh vậy? Meet you. Cưng xinh quá. Thank you. Bao giờ tôi thấy em cười. Thank you. Cảm ơn mọi người nha. Thực ra là nói không phải điêu đâu, nhưng mà tức là mọi người ơi, anh ấy 8 điểm nhưng không nghi ngờ. Nghi ngờ là nghi ngờ sao? Nghi ngờ về vấn đề gì? Ví dụ không nghi ngờ thì nó lại là một người, nó lại theo nhiều khía cạnh, hay là kiểu bị ngu ấy. Không nghi ngờ phải nghi ngờ chứ, ít ít nhiều cũng phải nghi ngờ một chút. Đó. Không nghi ngờ thì nó kiểu bị kiểu vô tâm quá. Ví dụ như là kiểu không để ý quá thì mới không nghi ngờ. Đấy. Phải nghi ngờ, phải có một chút nghi ngờ chứ không phải là đa nghi. Nghi ngờ là một mức độ nhẹ nhẹ thôi. Anh ấy ngoại tình, anh ấy âm một điểm thì anh ấy ngoại tình, anh ấy âm một điểm thì anh ấy âm con mẹ nó, anh ấy chả còn điểm để mà âm luôn. Anh ấy gọi là không chấm điểm được, âm vô cùng. Đã ngoại tình rồi, đã ngoại tình xong lại còn âm một điểm thì tức là tính cách cũng không ra gì, xong lại còn đi ngoại tình nữa. Ôi trời ơi, hủy diệt thế giới. Nay like sớm vậy chị hôm nay chị còn like muộn hơn ấy. Hôm trước chị like từ chiều cơ. Nhưng anh ấy thương bạn. Cái lùm mỡ. Ngoại tình thương. Rồi rồi ngoại tình rồi thương dữ chưa. Chị xinh quá, 10 trên 10 cảm ơn em nha. Không dám 10 trên 10 đâu. Rồi là thương dữ chưa. Ngoại tình rồi không có cái gì để bao biện cho cái sự ngoại tình cả. Thương, thương cái thương. Thương cái nịt. Anh ấy thương nhiều em. Nhiều em một lúc. Nghĩa là các em thì không biết nhau.
Má, đàn ông có trang điểm nhiều không? Đánh son, kẻ mắt, hết. Bộ kem chống nắng nhưng mà tẩy trang mà. Răng sứt mà thêm vãi răng sứt. Ý là tôi đang định đi gọi là làm lại làm răng ấy. Tự nhiên khen xinh chi. Để răng sứt xinh hơn à? Người mới thế nhưng trong lòng sợ ra ngoài gặp không nhận ra. Mình không cần mọi người nhận ra. Anh chỉ có một trái tim đi nhiều lòng. Má ơi, một đời anh có thêm một ánh sao thôi mát bầu trời. Nói em vẫn còn yêu anh, nhưng xưa em đôi mà phải anh. Nhưng mà đưa đừng đi đừng.